Chào mọi người, hết tập này ác nghỉ nha, đuối rồi. Tiên đế Trọng Sinh, tập 193. Vô cơ, thằng nhóc này, lúc nãy không phải em đã nhìn thấy hết rồi chứ? Viên thông trụ trì nghiến răng nói ra, không còn phong thái cao tăng đắc đạo nữa rồi. Ha, sư huynh, em hoàn toàn không ngờ rằng anh lại có thể ăn thịt đó, thậm chí còn hung ác đến mức mắng cả chính mình. Rõ ràng là mình ăn đùi gà, còn nói là cho chó ăn. Vô cơ bật cười thành tiếng, được lắm vô cơ, hoàn tục 3 năm em lại dám trêu chọc sư huynh hả? Muốn ăn đòn rồi sao? Viên thông trụ trì thẹn quá hóa giận. Vô cơ bỗng nhiên nói ra, đừng dừng sư huynh, anh đừng ra tay, em nói cho anh một tin tức tốt đây. Tin tức tốt gì tới chứ? Viên thông trụ trì nghi ngờ nói ra, vừa rồi em ở bên kia nhìn thấy một đàn chó hoang đang bị thương, chi bằng chúng ta. Vô cơ vừa nói vừa nhìn viên thông trụ trì cười cười, làm can. Viên thông trụ trì giận không kìm được, trầm giọng nói ra, vô cơ, lá gan em thật lớn đó, vậy mà có suy nghĩ sát sinh, lại muốn nấu thịt chó ăn, nghiệp chướng nặng nề quá. Có điều nếu em đã có ý định này thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là bây giờ anh đang ngăn cản em vẫn nghĩ cách làm cho bằng được. Nói đến đây, viên thông trụ trì thở dài một hơi nói ra, hay da, ai bảo em là sư đệ của Bần Tăng chứ, Bần Tăng sẽ đi cùng với em một lần, cùng em gánh chịu phần tội nghiệp này để giảm bớt tội nghiệp chướng cho em. Nói xong, viên thông trụ trì nuốt một ngụm nước miếng nói ra, chó hoang ở đâu, em có thể ăn cay được không? À. Vô cơ lúc này trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, sư huynh, ý của em là chúng ta giúp con chó hoang kia trị thương, sau đó tìm cho nó một chỗ trú ẩn. Anh đang nói cái gì vậy hả? Viên thông trụ trì đứng hình. Lúc này tại núi Võ Đăng, viên thông trụ trì sau khi cùng Phật tử Vô Cư rời đi thì một số người luyện võ của những tông phái khác vốn đang ở tại đó cũng lần lượt rời đi. Thời đại vàng son của giới luyện võ, bọn họ tất nhiên rất hài lòng. Còn về những tông phái từng tham gia càn quét nhỏ Tô ở núi Côn Luân thì ai nấy đều cảm thấy bất an. Tô Thường đã lên tiếng để họ giao ra người đã tham gia và chuyện năm đó thì sẽ không bỏ qua hết chuyện cũ. Nhưng hơn 100 năm trước, những người có năng lực tham gia bây giờ cũng thuộc tầng lớp đỉnh cao của tông phái rồi. Những lão đại này sao có thể tự nguyện dâng mình ra dùng chuyện này để được Tô Thương tha thứ cơ chứ? Nhưng bên cạnh đó cũng có một vài tông phái khác lại có thực lực mạnh mẽ hơn, không phải do những người kia làm chủ. Tóm lại, sau ngày hôm nay, giới luyện võ lại tương đương với chuyện thanh tẩy thêm một lần nữa. Lúc này bên ngoài cổ trấn Võ Đăng, Thiên Sơn Tuyết, Tây Giao, Lan Diệu Y, Kiều Chí Nhược, bốn người cùng đứng chung một chỗ. Thiên Sơn Tuyết, con trai và con gái của cô, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ chúng, đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi. Tây Giao nói xong liền bay lên trên, hình bóng biến mất ngay hiện trường. Thiên Sơn Tuyết không ngờ cô hay à. Lan Diệu Y nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết thở dài một hơi, sau đó nói, chuyện lúc trước đắc tội với cô nhiều rồi, những xung đột nhỏ đó của hai chúng ta thôi thì xí xóa bỏ đi. Được, Thiên Sơn Tuyết thấy vậy tất nhiên vui vẻ đón nhận. Sau đó nói ra, hai người các cô khác với Tây Giao, Tây Giao với Tô Thương có chút sự cố, tôi có thể nói chuyện với Lý Nguyệt thay cho cô ấy. Có điều chuyện của hai cô thì tôi không giúp được gì rồi, đầu tiên tôi cũng không phản đối, muốn làm người phụ nữ của Tô Thương các cô phải tự mình tranh thủ thôi. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, nhưng có một vài chuyện các cô phải nhớ kỹ. Lý Nguyệt, nhà họ Lý ở Giang Bắc, là vợ cả của Tô Thương, không có bất kỳ ai có thể thay thế được. Nếu hai cô thực sự có thể làm người phụ nữ của Tô Thương, cũng nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, đừng lục đục với nhau nữa, lừa mình dối người, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Coi như tôi không có ở đây thì sẽ có Tây Giao chủ trì đại sự. Thiên Sơn Tuyết chăm chú dặn canh dặn. Lan Diệu Y cùng Triệu Chí Nhược đều gật đầu, cũng không phản cảm với lời nhắc nhở của Thiên Sơn Tuyết. Bởi vì vị trí của Thiên Sơn Tuyết trong lòng Tô Thương chắc chắn là cao hơn 12 người bọn họ, vì thế họ tất nhiên sẽ nghe theo Thiên Sơn Tuyết. Hai người đến Giang Bắc đi, gặp Lý Nguyệt một lần, Tô Thương làm xong việc chắc chắn là cũng sẽ về đến Giang Bắc đó. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, được, Lan Diệu Y và Triệu Chí Nhược cùng nhau đồng ý, sau đó biến mất trong đêm tối. Tô Thương, anh đi gấp quá, lần từ biệt này không biết còn cơ hội gặp lại nữa không. Mặc dù em không nỡ bỏ anh, không nỡ bỏ con, nhưng từ lúc em ra đời, vận mệnh đã chủ định trước, em phải sống ở núi Cũ Phong rồi. Thiên Sư Tiết nhìn vào bầu trời đêm, mặt mũi đầy buồn rầu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định. Đệ tử núi Cũ Phong nghe lệnh, thắng trận rồi, nhanh trở về núi Cũ Phong.
Không lâu sau, đông đảo tông phái đang ở núi Võ Đăng cũng đồng loạt rời đi. Vương Trọng Vân đứng tại đỉnh núi lẩm bẩm: cảnh giới võ tôn sao, với mình mà nói thì cũng không khó, nhưng mà mình vì cái gì mà luôn có một dự cảm xấu như thế này? Chẳng lẽ lại có chuyện lớn gì sắp xảy ra hay sao? Vương Trọng Vân biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng quyết định ra tay xem trước thiên cơ, nhìn xem tương lai rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là Vương Trọng Vân dưới bầu trời đêm, quanh thân chân khí phun trào, bát quái trận lập tức hiện ra, lấy ông làm trung tâm tản ra uy thế kinh khủng. Sau một giây, trên bầu trời đêm mây đen rút đi, ánh trăng sáng ngời chiếu nghiêng xuống ngay trên người Vương Trọng Vân. Cứ như vậy kéo dài khoảng 10 giây, Vương Trọng Vân sắc mặt dần dần nghiêm trọng hơn, trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, Vương Trọng Vân quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Vốn dĩ ông ấy đã bị trọng thương, giờ này vết thương lại càng nặng hơn, khí tức cũng đang dần hỗn loạn. Cùng thời gian đó, bát quái trận dưới chân Vương Trọng Vân cũng dần dần tản đi, bầu trời đêm trở về trạng thái bình thường. Sư phụ! Lúc này Vương Giả Võ Đăng vội vã bước lên phía trước, đỡ Vương Trọng Vân đứng dậy, ân cần hỏi thăm: sư phụ không sao chứ? không sao đâu. Vương Trọng Vân lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó bắt đầu điều tức cơ thể. Sư phụ tính toán thiên cơ gì vậy? Sao lại chịu phản vệ mạnh như thế chứ? Vương Giả tò mò hỏi. Nghe nói như thế, Vương Trọng Vân ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm, sắc mặt nghiêm trọng nói ra: loạn rồi, thiên hạ sắp loạn rồi, nửa năm sau sẽ có cường giả ngoại vực đến trái đất. Thời gian rất nhanh, thấm thoát đã là chiều ngày hôm sau. Đoàn người Tô Thương ngồi máy bay trực thăng, cuối cùng cũng đến được núi Côn Luân. Dãy núi Côn Luân nằm tiếp giáp với Tân Thành, từ phía tây tam cao nguyên phía đông đi ngang qua hai nơi của Tân Thành. Tổng chiều dài hơn 2.000 km, kéo dài không dứt, cảnh sắc tráng lệ. Núi Côn Luân lại gọi là Côn Luân Hư, là thần núi đầu tiên của nước Hoa Hạ, từ xưa đến nay luôn tràn đầy sắc thái thần bí. Thái Sơn có Ngũ Nhạc đứng đầu, bao la hùng vĩ, Hoàng Sơn lấy kỳ thạch nổi tiếng thiên hạ, không thua gì vùng núi tế trời. Cảnh sắc ở các ngọn núi nổi tiếng của nước Hoa Hạ đều có những nét riêng biệt, nhưng những dãy núi đó đều không thể đánh đồng với núi Côn Luân được. Núi Côn Luân có vị trí đặc thù, nghe đồn là chỗ ở của tiên nhân, lúc ẩn lúc hiện rất thần bí, có người tôn sùng nó là ông tổ của vạn ngọn núi, vì thế có thể thấy được tầm quan trọng của núi Côn Luân. Giờ phút này, đoàn người Tô Thương đứng ngay dưới chân núi Côn Luân, máy bay trực thăng lượn vòng quanh đó cách đó không xa. Nơi này chính là núi Côn Luân sao? Dương Thanh dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía núi Côn Luân, nghiêm túc quan sát, rất nhanh liền lập tức toát ra vẻ kinh hoàng, tự lẩm bẩm: có một chỗ thần kỳ như thế này sao? Một ngọn núi mà có thể tác động tới cả vận mệnh của cả trái đất sao? Khó trách tiền đế ngoại vực lại có thể đem tinh không cổ lộ để ở đây. Toàn bộ trái đất này chỉ sợ cũng không có chỗ nào có thể chịu được lực lượng khổng lồ của tinh không cổ lộ. Tôi thường tiếp tục quan sát, đồng thời lẩm bẩm: bốn phía dãy núi Côn Luân, cái tầng đó hình như có màn sáng vô hình nối thẳng lên không trung, trên có tàn hồn của các nhân tộc sau khi hiến tế. Chắc chắn đây chính là trận pháp thiên nhiên của trái đất trong miệng Tô Ma đã nói. Không ngờ rằng núi Côn Luân vậy mà có trận pháp thiên nhiên che chở, trong này rốt cuộc là có cái gì chứ? Tô Thư càng lúc càng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng: trận pháp thiên nhiên này còn không có dấu vết bị phá vỡ, xem ra ba tên tìm đến ngoài vực kia cũng chưa từng tiến vào Côn Luân. Chuyện này cũng khó trách, trận pháp thiên nhiên phòng ngự kinh người, cho dù là mình vào thời kỳ hưng thịnh nhất cũng chưa chắc có thể rung chuyển được. Chỉ sợ trái đất nếu lỡ bị tiêu diệt thì núi Côn Luân vẫn tồn tại như cũ, tiền đế ngoại vực không xông vào được núi Côn Luân là chuyện đương nhiên. Tôi từng quan sát tiếp, phía trên núi Côn Luân tổng cộng có hai cột ánh sáng nối thẳng lên không trung. Hai cột ánh sáng này đường kính không khác biệt lắm, khoảng 10 mét, mọc lên đột ngột từ dưới đất sâu vào trong mây trời. Cái mà tôi thương mới vừa nói là cột ánh sáng ở bên phải, màu đỏ như máu, trên đó có linh hồn nhân tộc đang gào thét. Còn về một cái cột sáng khác thì là màu mạ vàng, sáng chói mắt, tràn đầy hấp dẫn, giống như bước vào thì có thể được bất tử, đi đến một con đường đời bất diệt vậy. Đây là tinh không cổ lộ sao? Tô Thương nhìn chăm chú vào cột ánh sáng màu mạ vàng đó, sau đó ra: tìm đến ngoại vực, tác phẩm thật lớn đó nha.
Việc mở ra một cánh cổng giữa trái đất và thế giới bên ngoài xuyên qua khoảng không vô tận đòi hỏi rất nhiều năng lượng và tài nguyên, thật sự khiến người khác phải chấn động. Tôi thường tiếp tục lẩm bẩm, cho dù là mình ra tay lúc đỉnh phong, chỉ ít cũng cần 100 năm mới có thể làm ra được một cái cổng tương tự như thế này. Tinh không cổ lộ thực chất cũng là cổng vận chuyển. Đạt tới cấp bậc tiên đế, đưa tay ra giữa thì có thể mở ra cánh cửa vận chuyển, chỉ có điều khoảng cách là có hạn. Nếu như muốn vận chuyển khoảng cách xa, cần phải lãng phí thời gian và tinh lực. Nhưng giống như tinh không cổ lộ, núi Côn Luân cũng không đơn giản là khoảng cách vận chuyển. Đây là vượt qua ngàn tỷ dặm vận chuyển của tinh hà. Loại thủ đoạn vận chuyển này nhất định phải vận dụng chí bảo tối cao nhất, nếu không thì tinh không cổ lộ sẽ không có cách nào mà chống đỡ nổi. Tiền đế ngoại vực, khoảng không vũ trụ, tiền đế chân chính, tổng cộng nhiều như thế, không biết ba người để mắt tới trái đất này có biết hay không nữa. Tôi thường nhìn vào tinh không cổ lộ, cười cười nói ra, có cơ hội phải nhìn một chút chí bảo chống đỡ tinh không cổ lộ mới được. Loại chí bảo cấp bậc này chắc chắn là đế khí của tiên đế. Đế khí cần dùng tinh huyết tẩm bổ, giống như hồn phách xương cốt. Một vị tiên đế cả đời chỉ có thể có một loại đế khí. Nếu đế khí bị hủy thì cảnh giới tiên đế sẽ bị trượt xuống, rơi xuống cảnh giới chuẩn tiên đế. Tôi lại nói tiếp, nếu mình không đoán sai, Tô Ma cũng là vì không bồi dưỡng được đế khí, vì thế mới là chuẩn tiên đế. Nếu có cơ hội dưỡng ra được đế khí cho bản thân, cũng không phải là không có khả năng bước vào cảnh giới tiên đế. Nói tóm lại, thông qua đế khí để chống đỡ tinh không cổ lộ, mình có thể nhìn ra được một cách sơ lược. Nếu như tiên đế mở ra tinh không cổ lộ là người mình đã quen biết cũ, mình nhất định có thể nhận ra. Tôi thường thản nhiên nói, lại không vội vàng đi về phía trụ ánh sáng mạ vàng đó, cũng chưa tiến vào núi Côn Luân báo thù. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đoàn Khánh Sinh, tôi thường mới biết, có thuộc hạ. Đoàn Khánh Sinh bước lên trước một bước, quỳ một chân xuống đất, chắp tay lễ độ cung kính. Trước đó ông đã nói, năm anh em các ông giúp thu dọn những cái xác chết thảm của nhà Tô. Tôi thường dò hỏi, hơn 100 năm qua đi, bây giờ còn nhớ vị trí đó nữa không? Nhớ kỹ. Đoàn Khánh Sinh trả lời, đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết Tây Môn Phong Vân có phát hiện ra chỗ các ông chôn xác xuống không, có phá hủy hay không, hay là cứ đi qua đó xem rồi nói sau đi. Tôi thường thản nhiên nói, dẫn đường đi. Vâng, Đoàn Khánh Sinh đồng ý, sau đó bước lên trước dẫn đường, dẫn Tô Thương, Ali, Tây Môn Long Ngâm rời khỏi hiện trường. Mấy phút sau đó, dưới chân núi phía đông Côn Luân, nơi này có một mảnh đất trống, nhưng không có phần mộ nào, đến một nấm mộ cũng không có. Không đúng, Đoàn Khánh Sinh nghi ngờ, lúc trước năm anh em chúng tôi rõ ràng là đem thi thể chết thảm của nhà Tô. Cậu chủ, có phải thời gian trôi qua quá lâu làm cho mấy nấm mộ đều biến mất rồi phải không? Nấm mộ sẽ biến mất, nhưng hài cốt thì không thể. Tôi thường lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh tứ phía, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trầm giọng nói, xung quanh phạm vi mấy trăm mét dưới đất cũng không có bộ hài cốt nào, rõ ràng là Tây Môn Phong Vân đã phát hiện ra chuyện các ông làm, lại đào mấy cái xác tổ tiên nhỏ Tô lên một lần nữa rồi. Tây Môn Phong Vân đáng chết, năm đó phản bội ông cố tôi, giết hại mọi người nhỏ Tô, còn để họ chết không được bình yên, chó má thật, hôm nay tôi chắc chắn phải nghiền xương các ông thành tro. Tôi thương ánh mắt trầm như nước, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sắc ý. Tây Môn Long Ngâm nhìn thấy cảnh này, nhất thời run lên một cái, sợ Tô Thương giận lây sang mình. Cậu chủ, Tây Môn Phong Vân đào hài cốt tổ tiên nhỏ Tô làm cái gì chứ? Ali nghi ngờ nói ra, không biết, cái này thì phải hỏi ông ta thôi. Tôi thương lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu nhà trên núi Côn Luân, hai mắt phát ra hai luồng sắc bén. Cậu chủ, đúng lúc này Tây Môn Long Ngâm vì nịnh nọt Tô Thương liền mở miệng nói, cậu chủ, anh bất giận, tôi biết một phần của tổ tiên gia tộc Tây Môn ở đâu, bây giờ có thể dẫn anh qua đó thu lại chút lợi trước đã. Cả đời Tây Môn Phong Vân này quan tâm nhất là phụ nữ đều chôn ở đó, nếu như anh hủy đi một phần tổ tiên đó, Tây Môn Phong Vân chắc chắn sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Tây Môn Long Ngâm nịnh nọt nói ra, có thể, đưa tôi đi đi. Tô Thương gật đầu đồng ý, đồng thời híp hai mắt nhìn Tây Môn Long Ngâm, trong lòng dâng lên sát ý. Một người đến tổ tiên cũng không để ý tới, đã không cần phải sống nữa rồi, chờ anh ta mất đi tác dụng rồi tiễn anh ta đến địa ngục chuộc tội. Tiếp theo đó, đoàn người có Tô Thương dưới sự dẫn đầu của Tây Môn Long Ngâm đi thẳng đến một phần tổ tiên của gia tộc Tây Môn. Đương nhiên Tô Thương cũng còn chưa biết biến thái đến mức như vậy, đi làm nhục những bộ xương khô trong một phần tổ tiên, anh chỉ muốn ở ngay một phần tổ tiên chờ Tây Môn Phong Vân tới.
Lúc trước Tô Thương đã thể hiện rõ ý của mình là bản thân anh sẽ đến núi Côn Luân để báo thù. Lúc đó Tây Môn Phong Vân còn chưa biết giới đình võ sẽ cải biến thành công, cũng không biết Tô Thương đã dùng quà tặng của cục gạch cải biến giới đình võ mà có được một nhóm cao thủ võ tôn. Cho nên Tây Môn Phong Vân mới mỉm miệng nhận lời, ông ta căn bản không để Tô Thương vào trong mắt của mình. Nhưng nếu như Tây Môn Phong Vân biết được sự tình, chắc chắn sẽ chạy trối chết cho mà xem. Mười mấy 20 canh giờ đã trôi qua, Tây Môn Phong Vân chắc hẳn cũng đã biết rồi. Để tránh mình vô hụt, Tô Thương nghe nói Tây Môn Phong Vân quan tâm nhất chính là những người được chôn ở sau mộ phần tổ tiên. Thế là anh quyết định sẽ ở mộ phần tổ tiên đợi Tây Môn Phong Vân. Rất nhanh, mấy người Tô Thương đã đến phía sau lưng chừng núi Cô Luân. Đây chính là một khu mộ. Ở ngay vị trí chính giữa có một tấm bia vô cùng tráng lệ, bên cạnh có bày ra rất nhiều đồ cúng, có hoa quả, có hoa tươi, có các loại thịt, toàn bộ đều tươi mới, mà các tấm bia mộ khác ở xung quanh cũng không hề có tí bụi bám bẩn nào, rõ ràng là thường xuyên có người tới cúng bái. Trên tấm mộ bia khắc mấy chữ thật to: mộ của Thích Phu Nhân, chồng Tây Môn Phong Vân lập. Cậu chủ Tây Môn Phong lòng ngầm vội vàng bước lên trước định đoạt nói, đây chính là bia mộ của người mà Tây Môn Phong Vân yêu thương nhất. Theo như tôi quan sát thì Tây Môn Phong Vân chỉ cần ở núi Côn Luân, nếu như không phải bế quan thì hầu như mỗi ngày ông ta đều đến tế bái trước mộ Thích Phu Nhân. Ông ta vô cùng quan tâm đến vong linh của Thích Phu Nhân, thậm chí còn không cho phép bất kỳ ai đến gần chỗ này. Lòng Tây Môn Long Ngâm tiếp tục nói, nếu như cậu chủ có thể hủy đi mộ phần của Thích Phu Nhân, vậy thì so với việc giết chết Tây Môn Phong Vân còn khiến ông ta khó chịu hơn. Tây Môn Long Ngâm, Tô Thương thực sự không nghe nổi nữa rồi. Anh nhìn sang Tây Môn Long Ngâm khẽ cười nói, Thích Phu Nhân là phu nhân của Tây Môn Phong Vân, Tây Môn Phong Vân là lão tổ nhà anh. Nói như thế thì Thích Phu Nhân cũng chính là lão tổ tông của anh thực sự không quan tâm chút nào sao? Chuyện này Tây Môn Long Ngâm giải thích, cậu chủ, cậu chắc là chưa biết, Tây Môn Phong Vân là lão tổ tông của tôi là thật, nhưng Thích Phu Nhân thì lại là không phải. Thích Phu Nhân là vợ đầu của Tây Môn Phong Vân, ông nội tôi là do Tây Môn Phong Vân và một người hầu gái sinh ra. Cơ thể Thích Phu Nhân có vấn đề cho nên không sinh được con. Sự tồn tại của chúng tôi chỉ là để nối dõi tông đường mà thôi. Tây Môn Long Ngâm nói tiếp, tôi nghe người đời trước nói ra, Tây Môn Phong Vân độc sủng Thích Phu Nhân, lành nhạt với bà cố của chúng tôi, khiến bà ấy u buồn cả đời rồi sinh bệnh mà chết. Đối với Thích Phu Nhân, đời này của chúng tôi đã oán hận từ lâu, chỉ là không dám ra tay với mộ phần của bà ta mà thôi. Tây Môn Long Ngâm nói thêm, thì ra là như vậy. Tôi thương nở nụ cười, mấy người là ai? Chính ngay lúc này bỗng nhiên có người làm của gia tộc Tây Môn đi tới. Bốn người này có ba người là cảnh giới thần tông, thực lực cũng không tính là yếu, trong đó còn có một người đã là cảnh giới võ thần lục địa, là tôi. Tô Thương còn chưa mở miệng ra thì Tây Môn Long Ngâm đã đứng ra trước tiên, thả nhìn trả lời, thì ra là đại thiếu gia. Trong bốn người, tên võ thần lục địa kia liền chắp hai tay lại cung kính nói, đại thiếu gia, bốn người chúng tôi theo định bảo vệ mộ phần của Thích Phu Nhân, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đại hội võ thuật kết thúc rồi sao? Giới đình võ có phải đã cải biến thành công rồi không? Hôm qua tôi đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi khác thường của trời đất, một bước phóng ra thì đã từ thần tông đỉnh phong bước vào cảnh giới võ thần lục địa. Chúng tôi cũng đã được đột phá, đại thiếu gia có thể nói cho chúng tôi biết ở trên núi Võ Đang đã xảy ra chuyện gì hay không? Ba người còn lại cũng nhao nhao để nói. Tây Môn Phong Vân hít mắt lại, nở một nụ cười nhạo, cũng không trả lời câu hỏi của bốn người đó, mà là bước nhanh về phía trước, định ra tay giết chết bốn người này. Đại thiếu gia, xin anh dừng bước. Tên liền võ cảnh giới võ thần lục địa thấy vậy liền ngăn cản, nói ra, lão tổ tông đã có lệnh, mộ phần của Thích Phu Nhân bất kỳ ai cũng không được lại gần 3 mét, nếu không thì sẽ bị giết chết, không cần hỏi, không có ai là ngoại lệ. Chúng tôi cũng chỉ là theo mệnh lệnh mà làm, đại thiếu gia xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Tên liền võ cảnh giới võ thần lục địa kia nói thêm vào, Thích Phu Nhân chết thì cũng đã chết rồi, có cái gì không thể mạo phạm được chứ? Hôm nay tôi chính là muốn hủy đi mộ phần của Thích Trung Phu Nhân, đem xương cốt của lão yêu tinh đó nghiền nát thành tro bụi. Tây Môn Long Ngâm hừ lại một tiếng, vô cùng phách lối nói ra, đại thiếu gia, cậu... Tên võ thần lục địa nghe đến lời này thì cả người đều ngây ngẩn cả ra. Sau khi phản ứng lại thì trầm giọng nói, đại thiếu gia, sao cậu lại bất kính với Thích Phu Nhân như vậy? Xem ra cậu chắc là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Người đâu, đem đại thiếu gia trói lại giao cho lão tổ tông, mời lão tổ tông định đoạt. Vâng, đại thiếu gia,
đắc tội rồi. Ba người kia nghe lệnh, gần như cùng lúc đi về phía Tây Môn Long Ngâm, trần khí phun trào quanh thân, ầm ầm ầm. Nhưng sau một giây, Tây Môn Long Ngâm lại đột nhiên ra tay, một luồng sức mạnh mênh mông trào ra, cùng với ba âm thanh vang lên. Trong nháy mắt mà thôi, ba người đang xông về phía anh ta liền hóa thành ba vũng máu. Cảnh giới võ tôn khủng bố như vậy đó. Tây Môn Long Ngâm bây giờ đã tiếp nhận sự tẩy rửa của Kim Quang, đã là cảnh giới võ tôn, chỉ là ba tên thần tông mà thôi, đương nhiên không thể chịu đựng nổi một chiêu của anh ta. Cái gì? Tên võ thần lục địa thấy vậy lập tức vô cùng sợ hãi, kinh hoàng nói: Đại thiếu gia, thực lực của cậu Người này còn chưa nói hết câu thì đã bị Tây Môn Long Ngâm ra tay lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, người này đã chết oan chết uổng. Cậu chủ phá hủy bi mộ, chuyện này truyền đi cũng không dễ nghe, vậy nên để tôi thay cậu làm chuyện này đi. Giải quyết xong bốn tên người làm bảo vệ bi mộ của gia tộc Tây Môn, Tây Môn Long Ngâm liền mở miệng nói ra. Tiếp theo đó, mặc kệ Tôn Thương có đồng ý hay không, Tây Môn Long Ngâm liền đột nhiên ra tay, sức mạnh hào hùng nhanh chóng hướng về phía bi mộ của Thiết Phu Nhân mà đánh tới. Âm! Một âm thanh chói tai vang lên, một phần của Thích Phu Nhân trong chốc lát bị chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, ở phía trong lại không hề thấy một cỗ quan tài nào, cũng không thấy bộ xương khô nào. Phần dưới một phần hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn thấy một cửa dẫn vào một đường hầm. Tôi thường, ngay khi nhìn thấy cửa vào thì anh khẽ nhíu mày, hỏi ra: Tây Môn Long Ngâm, đây là chuyện gì chứ? Anh có biết cái cửa này dẫn tới đâu không? Cũng không rõ nữa. Tây Môn Long Ngâm lắc đầu thành thực nói: Bình thường tôi không có cách nào lại gần mộ phần Thích Phu Nhân cả, cho nên không biết ở đây còn có một đường hầm. Thì ra là vậy, đi, đi xuống xem xem. Tôi thường ra quyết định rồi lập tức tiến về phía trước, bước nhanh vào đường hầm. Ali và Khánh Sinh cũng theo phía sau. Cậu chủ, Tây Môn Long Ngâm vốn còn có chút lo lắng phía dưới liệu có nguy hiểm gì hay không, nhưng ba người tôi thương đã đi vào rồi, anh ta chỉ đành theo sau mà thôi. Con đường hầm này cũng không tính là dài, và nó đi xuống với một góc 45 độ. Đoàn người Tô Thương rất nhanh đã đi đến cuối con đường. Đây là một không gian rộng khoảng 80 m², bốn phía trưng bày đều là bài vị, khoảng chừng 100-200 cái linh vị. Cái linh vị được đặt ở vị trí trung tâm, trên đó viết một cái tên mà Tô Thương vô cùng quen thuộc: Tô Vô Kỵ. Chính vị của đống bài vị này, tại sao lại có linh vị của Tô Vô Kỵ, là ai đã lập chứ? Tô Thương nhíu mày ngắm nhìn hơn 100 cái linh vị ở bốn phía, phát hiện ra đa số chủ nhân của các linh vị này đều là họ Tô. Chuyện gì đây? Bọn họ là ai chứ? Tại sao lại cùng với linh vị Tô Vô Kỵ xuất hiện ở đây? Tôi thường nghĩ mãi mà không ra. Tô Chiến Long, Tô Thanh Y, Tô Bất Phàm. Đoàn Khách Sinh ở bên cạnh bước đến, sau khi nhìn thấy mấy cái tên ở trên linh vị thì lập tức kinh ngạc nói ra: Cậu chủ, mấy cái tên này thuộc hạ có biết, mà họ đều là đệ tử của tiền bối Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ cả đời tung hoành, có thu nhận 10 đứa trẻ mồ côi làm đệ tử, cũng đặt tên cho bọn họ. Trong đó Tô Chính Long là đứng thứ hai, Tô Thanh Y đứng thứ ba. Lúc trước Phù Dung xuất hiện ở núi Võ Đang, tên gọi là Tô Phù Dung là người cuối cùng, là tiểu sư muội của bọn họ. Đoàn Khách Sinh rõ ràng là biết rõ chuyện năm đó. Nói tiếp, về phần đại sư huynh thì chính là ông chủ của núi Côn Luân bây giờ, Tây Môn Phong Vân. Nghe nói năm đó Tây Môn Phong Vân vì từ chối cái tên do tiền bối Tô Vô Kỵ đặt cho ông ta, vì ông ta nhớ rõ tên họ của mình nên không chịu dùng họ Tô. Đoàn Khách Sinh nói tiếp, 100 năm trước Tây Môn Phong Vân phản bội lại Tô Vô Kỵ, Tô Chính Long, Tô Thanh Y, Tô Phụ Dung, đông đảo cả nhóm cao thủ nhỏ Tô cùng chung tay bảo vệ núi Côn Luân. Nhưng kết quả thì toàn bộ bọn họ bị giết chết hết, thậm chí chính tay Tô Môn Phong Vân giết chết Tô Chính Long cùng với Tô Thanh Y. Chỉ có Tô Phụ Dung dưới sự yểm trợ của mọi người mới mang theo được ông nội Tô Kiền Khôn của cậu chạy thoát khỏi núi Côn Luân. Những chuyện này đều là do chính mắt tôi nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Lúc đó các tông phái lớn có rất nhiều người có mặt ở đó. Sau chuyện đó, xác của Tô Chính Long, Tô Thanh Y đều do năm em chúng tôi xử lý. Tôi nhớ rất rõ ràng, người anh hai tôi chôn chính là Tô Chính Long. Đoàn Khách Sinh nghi hoặc nói, mà nơi này chính là mộ phần của Thích Phu Nhân, những bài vị lại ở dưới mộ phần này, Tây Môn Phong Vân lý nào không biết được? Kỳ lạ, Tây Môn Phong Vân sao lại đem linh vị của những người này đặt dưới mộ phần của Thích Phu Nhân chứ? Tôi thường cũng nhớ mày như Đoàn Khánh Sinh, rõ ràng đối với chuyện này anh cũng vô cùng khó hiểu. Tây Môn Phong Vân tại sao lại làm như vậy chứ? Ông ta chắc chắn là chưa phát hiện ra. Lúc này Tây Môn Long Ngâm suy đoán có lẽ có người cố ý làm như vậy, mục đích là để mỗi lần Tây Môn Phong Vân cúng bái Thích Phu Nhân cũng chính là cúng bái liệt tổ của nhà Tô, từ đó khiến cho Tây Môn Phong Vân cảm thấy buồn nôn.
cũng có lý. Đoàn Khắc Sinh nghe vậy cũng gật đầu tán đồng. Chỉ là tôi thường cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Nhưng mà bất luận nói như thế nào thì những linh vị ở đây đều là liệt tổ liệt tông nhà họ Tô. Nếu như Tô Thương đã tới đây thì làm gì mà có đạo lý không cúng bái bọn họ chứ. Thế là Tô Thương quỳ hai chân xuống đất, dập đầu khấu lại ba cái, sau đó lại nhìn về các bài vị xung quanh tứ phía, trên giọng nói: liệt tổ liệt tông nhà họ Tô cùng với các vị có công với nhà Tô, cảm ơn. Năm đó nếu như không phải là có mọi người thì ông nội của tôi cũng không có cơ hội chạy thoát, nhà Tô cũng không còn lưu lại được huyết mạch. Sự tóm lại, vô cùng cảm kích mọi người. Tô Thương trầm giọng nói: xin mọi người hãy yên tâm, phàm những ai đã tham gia vào chuyện này, một người tính một người, tôi đều không tha cho bất cứ ai cả. Còn có tên phản bội Tây Môn Phong Vân, mọi người cứ chờ xem đi, rất nhanh thôi tôi sẽ bắt ông ta quỳ sám hối trước linh vị của mọi người, tiễn ông ta xuống địa ngục chôn cùng với mọi người. Tô Thương lại giọng nói: phản bội là nhỏ Tô, giết họ hàng của tôi, ác quả có thể đến trễ nhưng tuyệt đối không thể thiếu.